có nên chọn một sản phẩm sau đó cố gắng bằng mọi giá bán được nó thay vì việc đi test sản phẩm không? Thế thì các bạn như thế là các bạn đã sai ngay ở tư duy rồi. Cố quá thành quá cố. Đừng có cắm đầu cắm cổ mà hào hứng với cái việc là nhanh nhanh kiếm tiền. Nó không dễ như thế, đặc biệt là bây giờ cái nền kinh tế của chúng ta bây giờ nó đang suy thoái và bây giờ là cái sức mua nó rất là giảm, các bạn nhá, giảm đến cả hàng tiêu dùng cũng giảm. Thứ nhất là các bạn lựa chọn sản phẩm dễ sao chép, dễ copy mà ai cũng làm được là các bạn sẽ dễ chết. Cái thứ hai là chọn bừa sản phẩm không test thị trường thì chắc chắn chết. Cái thứ ba nữa làm mà không thay đổi liên tục, không cắt trend liên tục là kiểu gì cũng tồn kho, là đọng vốn. Cho nên là làm cái gì thì bây giờ các bạn cũng phải lựa chọn thật là kỹ càng và test liên tục và phải đầu tư thời gian, công sức, thậm chí là đội ngũ để mà đi nghiên cứu thị trường và chọn sản phẩm phù hợp. Chọn xong rồi thì một này là các bạn tạo ra sản phẩm của riêng mình, các bạn lên ý tưởng, đưa cái chất xám của mình vào đi sản xuất. Các bạn có tính độc quyền thì là các bạn sẽ sống rất là bền, vượt bão được là các bạn sống rất là bền. Tầm nhìn của các bạn có thể là nó không phải chỉ là 1-2 tháng, có thể nó là 1-2 năm, 3-4-5 năm, nhưng mà sau này là nó sẽ rất là bền. Bán một cái sản phẩm nó vừa đi sau mà đối thủ lại dễ dàng sao chép và bán giá rẻ hơn các bạn, bởi vì họ có lợi thế về số lượng nhập hàng tận gốc, thì các bạn thắng thế nào được? Họ rẻ hơn các bạn một vài chục nghìn thôi là các bạn đã thua rồi. Thì trong kinh doanh chỉ vài chục nghìn thôi hoặc là một vài nghìn thôi trên một sản phẩm thôi mà một cái số lượng rất lớn, đó là cả một cái câu chuyện. Sắp tới các bạn biết là Trung Quốc là bán hàng xuyên biên giới đúng không, bán thẳng về Việt Nam. Thì khi bán thẳng về Việt Nam, cái câu chuyện chúng ta có lợi thế gì bây giờ nếu như chúng ta cũng lấy hàng của nó mà nó lại còn bán giá rẻ hơn? Thế thì bây giờ một là các bạn phải có khác biệt, các bạn phải có độc quyền, các bạn phải tự sản xuất, tự thiết kế, tự lên idea, tự đi đóng gói. Thứ hai nữa là các bạn vẫn làm cái kiểu là thương mại con buôn nhưng các bạn là bán hàng sang nước ngoài. Cái công cuộc mà chúng ta test sản phẩm rất là quan trọng. Tôi đã có rất nhiều bạn trước khi tìm đến tôi là các bạn ấy tư duy rất là đơn giản, là các bạn tìm kiếm bừa một cái sản phẩm nào đó để sau đó là học chạy quảng cáo bán hàng. Thế thì câu chuyện là đã nhập hàng sẵn rồi và sau đó cố gắng là học chạy quảng cáo bán hàng thì rất là xui xẻo ở một chỗ, để là sản phẩm đấy lại là sản phẩm không bán được. Chạy quảng cáo rất là khó. Các bạn tưởng tượng ông nhập là những cái sản phẩm thời trang mà 200-300 mà chạy quảng cáo lên đến 25-35k trên 1 mét. Thế thì sau này về kể cả tối ưu về mặt media, tối ưu về mặt nội dung, text cũng rất là khó. Cho nên là chúng ta phải tập trung vào sản phẩm trước. Ở đây tôi hướng các bạn đến là các bạn phải có tư duy về kinh doanh, chứ không phải bây giờ câu chuyện mà bán hàng nó dễ như thế. Các bạn đừng có nhìn người khác, các bạn nghĩ rằng là người khác bán nó dễ, chúng ta làm cũng dễ, mà đôi khi là các bạn nhìn thấy thế thôi chứ chưa chắc là người ta đã có nhiều lợi nhuận đâu các bạn. Đấy, tôi nói thật. Cho nên là cái việc chúng ta lựa chọn rất là quan trọng. Lựa chọn đi và chúng ta test là một cái hành trình liên tục, phải thật là cẩn trọng. Họ còn có nguồn lực mạnh, họ còn có vốn, chúng ta lấy đâu ra? Cho nên làm phải thật kỹ. Và tôi thấy rất nhiều bạn lười, không có tư duy, không có nhận thức về cái phần này.